Có nhận là cái cây dưới này như tranh tàu này. Làm đá rất hay. Quả này các bác này. Đấy, nó hay ở chỗ là dưới ấy, Việt Nam ấy, lá bé răm đẹp, rất dễ tạo tác và lại có quả. Bonsai thì mà có quả thì nhất rồi. Đấy các bác. Rồi. Vẫn còn mưa lắm. Mưa xong nó đọng lên những cái mầm lún phún này thích lắm, mình thích lắm. Khi nó dày lên nhìn nó có một lớp xương nó đọng lên thích lắm. Nên nghệ nhân Hùng Kêu. Đây nó gọi là làng gì anh nhỉ? Ăn biết là An Khánh rồi, nó làng gì? Vân Lũng. À Vân Lũng. Cạnh đấy Đức Hoàng. Cạnh nói chung là khu vực này thì quanh đây cái xóm này thì toàn cao thủ, anh em ra chợ đều gặp cả Dũng Hoàng này, Vơi này, Hùng Kêu, mấy anh em nữa quanh đây hết đấy. Còn mấy anh em ô tô thì ở xa hơn, còn mấy anh em ở đây thì An Khánh, từ đây An Khánh ra chợ Vạn Phúc nó khoảng độ chắc 3-4 cây số gì đấy, làm vườn quay vườn của gọi là Hùng Kêu. Hùng Kêu thì anh em biết là cây cối chăm rất tốt, chắc thuộc top chăm cây thì các bạn chăm rất tốt đấy. Thuộc top chăm cây đấy. Rất chịu khó nuôi phôi và nó biến rất nhanh đấy. Kết quả cho cái việc là có nuôi thì có hưởng và nuôi đúng hướng thì rất là tốt. Những cái cây mà tưởng chừng như mình nhìn thấy, mình nhiều khi mình chẳng vứt, có khi vứt đi ngồi đây dâm một thời gian thì có khi lại phải mua lại, mua gọi là mình mê mẩn luôn ấy. Đấy, cái kỹ thuật chăm rất là tốt, rất chăm chỉ, nói chung là chăm chỉ, toàn bộ là trên mái hết các bác nhé. Phân do rồi tưới tắm các kiểu rất là trên này còn, nhưng mà trên này còn phôi lắm. Trên nắp cái nào mình đẹp nhỉ? Ta? Cái mùi ấy. À, cái kích lại. Cái kích lại hay là cái trần? Vừa nãy thấy hình như quay trên trần ấy. Cái chân nhà này. À đâu, đứng trên trần quay xuống. Hình như thế. Không nhìn. Đâu, tao nhìn trên trần mà cái mái thì mà trên trần. Thế nhưng mà cây toàn bóng mà. Không có cách à? Nó cứ bẩn bẩn. Mình chả chết gì đâu, nhưng mà nếu mà nhìn thực tế thì đấy, mình phải chơi cốt cái đã. Chơi cốt. Mình khoái cốt hơn. Còn anh em giờ cốt lông dài, giờ anh em cũng chưa bóng. Đấy. Cây quê này mà giao lưu là bao nhiêu đấy anh? Quê này 7 triệu rưỡi. Đấy. Anh em về quá thì mình xịt. Lại nổ số thì nổ địa chỉ nhỉ? Anh em đến 0936 0936 153163 153163. Ở đây nhiều phôi đang nuôi rất là sổng, tốt nên là nhiều khi quay nó khó. Tí nữa sang cái chỗ kia sạch sạch quay dễ. Có cây này chọc chọc nhìn dễ. Cốt kiếp dễ quê nhưng mà sạch ấy. Chân chếp xòe. Chị cát thì con chi thằng làng kia nuôi giờ là to sợ. Đâu anh? Ở trong chỗ này góc. Kiếp nhìn cái mầm nó ghê quá. Nuôi kiểu như là cho ăn kích thích cái sau. Cái mầm của nó vừa ra nó mập như ngón tay này, sợ. Đấy, cái cây cái xanh này Nam Điền này đợt trước chả phải lâu xa gì đâu, cách đây độ cái này chỉ mấy tháng như mấy mà nó khác quá. Trước là một cái cây chọc và nó tùm như một cái rừng ấy. Giờ lấy lại cái yên cổ ra đấy. Sợ được đục mà nó nhanh sạch này. Sạch chứ. Đây này, đục cả cái này lên. Giờ trước cái này nó ấy giờ đục thì nó mềm hơn rồi đấy nhỉ. Ừ. Đấy. Nhìn thích không? Cốt này là bao nhiêu tiền anh? Cốt này giờ lại chưa bán. Chưa bán. Cốt này 2 người bê cả chậu. Ôi trời ơi, mưa to rồi. Mặt sau chưa làm nó. Đấy, mặt sau này sau còn làm tiếp. Còn nhiều bước lắm, không phải làm ngay mà đẹp được. Một số cây hôm trước có mang ra chợ này. Mưa. Đây hoàn toàn là trên mái nhé. Đây là một sân và trên kia thượng. Đây là bên này mới là nhiều cây sạch sạch.
Đấy, đang sửa cái này. Cây này nhìn cái này nhưng mà già lắm. Nó giấy nó kinh nữa nhỉ. Có hoa rồi đấy, hôm trước quá nhiều hoa, đăng lên quá nhiều hoa rồi. Và thôi cây này không mà bảo bao tiền nhỉ, không có mang ra đúng không? Mà đòi 27 triệu. Đã giảm 15 triệu. Mưa còn rủi cái giờ nhiều đấy, chả chết rủi trong mưa này, nhìn này, chính là cây rủi là quốc hồn quốc túy của Việt Nam ấy. Cái cây gọi là kiêu, nhìn cái chất kiêu chất liệu nó rất hợp với bông bonsai Việt Nam nhưng mà nhiều khi nó chưa đặt đúng với vị trí, nó cây vườn hơi chật thế nó đấy, cây dưới mới làm đá nghệ thuật lắm, tí nữa ngớt ngớt mưa ra đúng lúc mưa to quá. Một đánh nước, đấy, nhìn cái vườn này sướng. Ai chả thích chơi. Cây cối giờ đắt lắm các ông. Nhìn thấy thèm không làm gì được. Làm tiền nước đã, tí nữa ra phục vụ các tiếp nhé. Mấy con si đến kia nó chăm ra nhìn phê. Nói. Nhìn ngán luôn, những cái tay cút mà cứ bằng ngón tay sợ, những cái mầm cứ phải tay cút. Đấy. Nhìn thấy cái tương lai cây nó mới là khó, cái cây nó đẹp rồi thì nó làm gì. Ví dụ cây này sau rất đẹp, thứ nhất là chân bệ rất đầy đủ, xòe mà lại bệt, cây dài, sau cái trực rất là chuẩn chỉ đấy. Thợ thì cần gì phải nhìn thấy nó hoàn thiện đâu, nhìn thấy tương lai ấy, biết làm rồi. Được cái trực gạo đẹp. Đấy, nhắc lại với các ông là trực gạo là nó phải thoát thân. Cây gạo như thế nào thì tưởng tượng thế, chứ lúc bây giờ cứ nghe cái tên gạo là trực gạo nghe nó cũng hơi sang sang tí, nó lạ lạ, các ông cứ lạm dụng cái tên ấy. Nhiều khi nó trực gạo là ít nhất là phải thoát thân, còn tay cành các ông làm nó gân dài và nó tự nhiên đối trực xứng gạo mà phần bệ phần rễ của cây gạo mà nó phải về đấy, cả nó phải rất tự nhiên đấy, chứ không nó... chứ không phải trực gạo mà là bệ nó đấy, bệ trực gạo lúc nào nó cũng kiểu cây gạo nó bản thân nó có cái rễ nó về ra ngoài đường lúc nào kiểu như này đấy đấy, và thân trực rất gạo nó phải gốc bồ ngọn chỉ rất thoát thân, chứ không phải trực gạo thân lắc trực lắc người ta gọi là trực lắc, còn đâu trực gạo nó phải thẳng tưng. Đấy. Nhiều các ông gọi lung tung. Kiểu bây giờ thấy tên mới rồi mấy cây bé bé đẹp không lạm dụng. Xong lại nôi mấy cây cây gạo giảng không cong ra để to bì vào rồi. Đấy đâu phải là cây gạo trực. Đấy người ta gọi là cây gạo chứ không phải cây gạo trực. Đấy. Cái này là bao nhiêu đây anh? Đấy. Cái này con này phải thêm thời gian nữa. Thôi bây giờ tính 4 triệu rưỡi. Chính ra các ông nào mà nhưng mà mấy ai mà nuôi được đâu. Bây giờ chơi 90% ở trên các diễn đàn bây giờ toàn những người với lại đa số là người chơi với nhau, cứ có nhiều, ít người chăm được cây mà làm được cây lắm, nhưng mà bây giờ đấy rầm rộ lại chính ở những đội ấy ra. Tạnh mưa đấy không tác nghiệp, nhiều lúc ảo ảo nhỉ, quá ảo chứ. Cái cốt lõi giá trị nhất của cái cây là nó phải già cái đã. Tất nhiên cây quý là già, cây nào cũng quý cả, nhưng mà cái cây quý là già cả. Cốt cách đấy, chơi cốt cán các bạn, và nó phải có thời gian làm, chứ không phải cắt lún phún nó ra được cây đâu, thì lúc ý thì nó sản xuất ra hàng trăm cây một lúc được, vài tháng là xong cây ấy, thì lúc ý nó không có cái nhiều cái giá trị. Mình định hình lại một chút, anh em bây giờ nó cái truyền thông nó mạnh quá, thâm ra là những cái cây như thế thậm chí là bán được rất là nhiều tiền, nhưng nhìn sâu xa ra thì có cái gì về đúng thợ thuyền nó bởi vì bởi vì cái hàm lượng mình đổ vào đấy nó không có nhiều, nhất cái cốt của nó đã không có gì rồi, hay là mình cứ thì bây giờ vì thương mại mà phải cắt thật nhanh mà bán, bây giờ cứ nuôi tốt này ví dụ như này thì người ta nhìn xa người ta nhìn thấy làm sao được, khó. Nhưng đấy, lì được như này sau có công xứng đáng. Cái giấy.
Đấy. Từ năm 2007 rồi. À, 2017 rồi. Ừ. Đấy, kinh không? Mặt này đẹp, mặt này mới là mặt đẹp. Cái giấy hơi hiếm ấy. Hai mấy anh nhỉ? Quên mất luôn đấy. 25. Mỗi tội là hơi vướng ấy. Nhiều khi muốn quay nó khó, nhưng mà là đại loại nó cây đẹp, mặt nạ đẹp. Đấy. Nuôi cây kiên trì, mình cũng chẳng làm được đâu, nhưng mà thôi cứ phải khuyên các bác như thế. Kiên trì. Đây này, cây dưới này. Cây dưới làm đá rất là hay, rất là hợp lý. Một cây dưới mình cái cảm giác ban đầu mình nhìn nó như cái tranh tàu á. Cây của tàu á. Chính là tàu làm cây rất nghệ thuật. Chủ yếu cây nghệ thuật. Ở đây. Cây dưới này. Cây dưới rất nhiều người thích. Con này làm đá rất hợp lý. Nhẹ, đá mang tính chất tương trợ thôi. Và nó làm tôn cây lên. Cây này mà đá nhiều đá hơn thì xấu. Đấy, có cái miếng này khá là hay. Cây này hôm quay ở chợ rồi đấy, nhưng bây giờ nó nảy luôn phún là đẹp. Hôm ở chợ là vừa mà làm đá xong nhỉ. Vứt máy quá. Đấy, còn anh em nào mê cái cỡ to hơn thì lấy cây này. Cây này đẹp. Chịu khó mà nuôi. Chứ mình cũng nóng ruột cắt lắm các bạn. Chịu khó. Nếu không vì thương mại thì các bác sẽ nuôi được cây đấy. Và cố gắng nhiều cây một tí thì nó mới không bị nóng ruột. Ít cây quá nhiều cũng khó. Ít cây quá ngày nào cũng ngắm mà. Đâm ra. Mà lại người đây lái sửa. Đấy. Ít ra có nhiều này này. Thì kết hợp với mình lì tí nữa. Thế thì sẽ thành công. Bây giờ người ta thành công nhanh quá. Ví dụ những cây như thế này là các ông về cắt ngay được rồi. Bản thân mình nhiều lúc cũng thế. Nhưng mà nó vì cái thương mại nhiều hơn là cái chơi các bác. Người ta thành công dễ quá mà, và bán cũng dễ quá. Đấy, dưới này này, nhiều lắm. Cái gì thành công nhanh quá thì tất nhiên nó sẽ được một thời gian. Đến nhà các bố thợ các bác nhìn thấy ngay, rất chăm chỉ, rất làm từ những cây mà người ta chưa phát hiện ra, xong mình làm một thời gian nó đẹp lên thì lại phải bỏ tiền ra mà mua thôi. Chứ thợ người ta nhiều rất ít khi người ta lao đầu vào những cây nó quá xuất sắc mà người ta đã xong rồi đâu. Đấy chỉ mang tính chất thương hiệu thôi, đưa một hai cây về thôi, chứ không lao vào như người chơi. Đấy, cái để đẹp. Anh em thích thì cứ alo thôi. Cỡ toàn cây cỡ một người bên nặng trở lên. Ví dụ cây làng này thì phải hai người bê cả chậu. Đấy. Cốt. Có cây dưới này là cây chơi ngay này. Cắt hai lần cắt dăm nữa là rất là dày đẹp. Đấy, dưới là một cái dòng cây hòn họ phu à. Đấy, dưới là một cái dòng cây mà nói chung là thế mạnh của Việt Nam ấy. Tất nhiên nhiều nước Đông Nam Á cũng có, nhưng nó là kiểu như là cây quê hương của Việt Nam. Nhiều khi nó anh em mình chưa đánh giá đúng cái nét đẹp của nó. Thực sự nó là một cái dòng rất là mạnh để làm bonsai, lá nhỏ, dăm dày, sức sống rất khỏe. Đấy. Thì đây là tầng 5 hay tầng 4 này. Trước mà chợ thấy nó cứ chật, nó chật chật, cứ phải chui. Đấy, cây đấy trước chả để ở giữa gì. Đấy, dự như cốt quê này rất là già. Con này to. À đây, mẹ hóa vàng đây đúng không? Đấy. Hóa vàng nó bốc lên. Nhiều lắm các bác. Nhìn phôi thì cũng phải xem trực tiếp cơ. Nhưng mà dành cho các bác nào mà lì nuôi được. Lì là sẽ có công. Ví dụ nhất là xanh Nam Điền. Cái này thì mình bán rồi. Đấy, nuôi dăm mầm, cũng mẫm này.
bán. Quay phôi nhiều khi rất khó anh em, mà anh em chơi thì thường bây giờ là chật hết cả nhà rồi, rất nhiều khi rất khó quay, nhưng mà đều là những cái cốt rất hay đó. Cái đổ rất hay. Đấy, bonsai lá nhỏ có quả thích thế. Đấy, nó là thế mạnh của Việt Nam ấy. nên bực lại. Nặng lắm, thôi để đấy. Lúc nào bê được, bê được không? Nặng lắm. Khả năng bê 20 thì. Tí nữa dừng thì em bê hộ. Quay thế đại loại lên đây là có đồ chơi mang về thì không? Kể cả đồ nuôi. Con này khiếp. To này vác kiểu gì lên đây cái Hùng? Cây này. Tí một. Cây này này. Vác cây không xong là chậu thì hai người về. Còn cây thì cây này vác cây không phải hai người. Cây vác cây không một mình bê. Trưởng khỏe với đấy. Năng có tí đất ở đâu? Người như người mẫu là khỏe với đấy. Đấy, cốt này hôm nay ra chợ đây. Muốn tập trung vào một cái cây nào nhưng mà nhiều khi khó. Chắc chỉ tập trung được mỗi cây dưới thì nó dễ nhìn. Rồi, vậy thế thôi. Tóm lại là có cái địa chỉ và có cái thông tin cho anh em lên vào một múc thôi. Giá cả thì tùy, chả biết. Khiêng hộ dùng cái cây vào đây cái. Mưa lắm, ướt át quá. Hẹn gặp lại các bác ở đây nhé. Các bác nào giao lưu được thì nhớ chúc mừng cái nhé.